Chào các bạn ạ, hôm nay là thứ sáu ngày cuối tuần rồi. Hôm nay là ngày 10 tháng 5. Thời tiết ở thành phố Đà Nẵng mình có nắng. Dự báo ngày hôm nay khoảng 32 độ gì đó. Hơn tuần này là trời khá là rát. Khu chỗ này có mấy cái nhà người ta xây dựng mới rồi. Khu chỗ mình hiện bây giờ Trung Quốc không còn cho thuê nữa mà mình thấy người Việt thuê nhiều hơn. Các cháu sinh viên thuê rồi một số người làm ở quanh quanh trung tâm thành phố mình họ thuê ở đây. Giá ở đây thì mình thấy cũng tương đối rẻ. Tính ra cái chi phí sinh hoạt thành phố Đà Nẵng mình dễ chịu lắm các bạn. Giá cả đồ ăn, phí sinh hoạt thành phố Đà Nẵng mình rẻ. Dễ ăn, dễ ở, dễ sống. Để ngày nay cập nhật gửi đến với các bạn một vài thông tin ạ. Sáng nay mình xem lại một số thị trường thì mình thấy chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng rất là tốt các bạn. Đặc biệt là chứng khoán Mỹ. Các chỉ số đều tăng rất là tốt. Ngày hôm qua châu Á mình cũng ok, chỉ có Hàn Quốc thì hơi yếu yếu một tí thôi. Vàng thì hiện bây giờ giao dịch quanh cái mốc 2.353 đô. Còn giá dầu thì giao dịch quanh mốc 84 đô cho một thùng. Ở tình hình thế giới thì mình thấy cũng không có gì chuyển biến gây cho chúng ta những cú sốc. Để cập nhật gửi thêm với các bạn thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày hôm qua thị trường của chúng ta vào khoảng 20.000 tỷ. Cũng đã có dấu hiệu suy yếu rồi. Ngày hôm qua lực bán đã xuất hiện trở lại. Ngày hôm qua tiêu cực nhất vẫn là khối ngoại. Ngày hôm qua khối ngoại người ta xả đến 1.700 tỷ. Trong đó riêng cổ phiếu Vinhome là người ta xả 1.250 tỷ rồi. Tự doanh ngày hôm qua họ cũng tranh thủ người ta xả gần 100 tỷ đó. Chúng ta hiểu là những cái tổ chức lớn, các tay to khi đến cái vùng giá này là họ cũng đã xả cũng tương đối rồi đó. Không biết rằng sắp đến đây dòng tiền của cá nhân liệu có căng nổi hay là không? Và có đủ sức để đẩy thị trường của chúng ta đi lên hay là không? Thế còn nhìn về kỹ thuật thì thấy nó cũng đã có sự suy yếu rồi. Cập nhật gửi đến với các bạn một thông tin rất là hot nữa, đó là giá vàng của chúng ta hiện bây giờ đang lập đỉnh rồi. Tính đến 3 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua, giá vàng SJC, giá vàng bán ra đã lên đến 89 triệu 500 ngàn đồng một lượng, gần 90 triệu đồng một lượng. Giá vàng nó tăng trong những cái thời điểm, thứ nhất là chúng ta đã mở đấu thầu vàng, ngân hàng nhà nước đều vừa rồi là mở thầu vàng để tăng cái nguồn cung ra. Thứ hai nữa là giá vàng thế giới nó cũng lình xình vậy thôi chứ cũng không có tăng nóng như mấy kỳ, nhưng mà giá vàng trong nước của chúng ta thì lại lập đỉnh. Một cái điều nó lại đi ngược lại. Đó, nhiều khi nó rất là vô lý đúng không? Đúng ra đấu thầu xong thì vàng được cung ra thị trường nhiều hơn. Thứ hai nữa là giá vàng thế giới nó đâu có tăng thì giá vàng trong nước đúng rồi phải giảm, nhưng mà lần này không giảm mà nó lại tăng lên nữa, lập là lại một cái đỉnh mới. Thì theo chia sẻ của các chuyên gia, người ta nói rằng thực tế cái nguồn cung vàng của chúng ta nó cũng không có cải thiện. Tại vì hơn 10 năm nay ngân hàng nhà nước cấm nhập khẩu vàng rồi, không có doanh nghiệp nào nhập khẩu vàng, cho nên nguồn cung của chúng ta không không có dồi dào.
không có được cải thiện. Vàng thực tế nó chạy lòng vàng thôi. Chứ còn nếu như cho nhập khẩu vàng giống như các loại hàng hóa khác thì vàng nó sẽ hạ nhiệt ngay. Cái thứ hai, người ta nói đến yếu tố tâm lý nữa. Người dân của chúng ta, người ta sợ giá vàng nó lên nữa, cho nên là người ta đổ xô nhau người ta đi mua. Nhu cầu mua sắm vàng của người dân của chúng ta nó tăng đột biến. Rồi cái lãi suất bây giờ nó cũng hạ nữa. Gỡ thấy cũng không có lợi nhuận bao nhiêu, cho nên là họ cũng rút ra một phần để mua vàng. Một số tờ báo media họ nói rằng vàng có khả năng là lên đến 100 đến 120 triệu đồng một lượng. Những cái tờ báo đưa ra những cái nhận định như vậy cũng kích thích các nhà đầu tư hoặc là người dân, họ cũng tham gia mua vàng. Họ sợ sợ mất cơ hội thôi, tới mua tới lãi suất thấp quá thôi cứ mua trước để đó cho nó chắc đã, kiểu như vậy đó. Nói chung là ngài có những thông tin cập nhật gửi đến với các bạn như vậy để chúng ta có một cái nhìn tổng quát. Chứ còn đi vào chi tiết thì mỗi người cũng phải tìm hiểu thôi. Ví dụ những ai đầu tư về chứng khoán thì theo dõi kỹ về thị trường chứng khoán. Vàng thì theo dõi kỹ về vàng, đô la hay là bất động sản. Thời gian gần đây mình theo dõi, mình thấy người quan tâm đến thị trường bất động sản có vẻ nhiều hơn đó. Để xem cuối tháng 6 này là chúng ta sẽ có kết quả của cái trang bất động sản.com á, nó sẽ thống kê và nó đang công khai lên báo để chúng ta biết là số lượng người quan tâm so với quý trước và so với cùng kỳ năm 2023 có sự thay đổi hay là không. Nếu như nó có tăng lên, điều đó chứng tỏ là người dân của chúng ta đã quan tâm trở lại thị trường bất động sản rồi. Quan tâm thì khả năng mà xác suất xảy ra giao dịch nó sẽ cao hơn. Rồi ngày nay mình có một vài câu chuyện để nói với các bạn như vậy thôi. Bye chào các bạn ạ. À.